Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, Zika Audio Minh Số Khai Xuân. Xin chào anh Trần Thanh Danh ạ. Vâng, anh ở ấp 8, xã Phước Long, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh đặt thêm cho mình một sản phẩm súp Martin 340 ạ. Vâng, thì lần trước anh có đặt cho bên em một cái súp Martin 330, thì sau khi quá trình sử dụng anh cảm thấy chất lượng thì anh đặt thêm cho mình cái súp Martin 340. Thì đây anh Danh nhá. Đây là cái súp Martin bên em nhập nguyên hộp đấy ạ, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, em chưa bỏ ra đâu. Đây bên em cũng vừa lấy ở kho ra để giới thiệu đến anh. Vâng, trước tiên thì em thay mặt công ty Zika Audio Minh Số thì chúc anh Danh và gia đình đón một cái xuân mới là vạn sự như ý và an khang thịnh vượng ạ. Vâng, thì sau đây em xin phép anh Danh bên em bắt đầu mở ra để bên em test và kiểm tra cho anh nhé. Đây, địa chỉ thông tin của anh đầy đủ đây rồi ạ. Vâng, em để riêng ra. Vâng, anh Danh nhá. Bên em sẽ khui thùng cùng anh đi ạ. Vâng. Nhân viên test vẫn còn đang mải miết ăn Tết, chưa đi làm. Thì em tự tay mở ra cho anh để kiểm tra. Nguyên đai nguyên kiện đấy ạ. Vâng, đây mặt dưới này cực kỳ đẹp luôn anh nhá, không một tí vết nào ạ. Vâng, sau đây em sẽ bỏ cái lớp thùng carton này ra và bắt đầu em test cho anh rất là cẩn thận và chi tiết. Vâng, bây giờ bên em bắt đầu đổ ra đây anh nhá. Rất là nặng, khoảng 40 cân đấy ạ. Vâng, rất là đẹp, rất là long lanh luôn ạ. Vâng, bên này mặt sau đây ạ. Trước, bắt đầu bên em sẽ đưa vào lên test anh nhé. Không một tí vết. Vâng, đây anh Danh nhá. Sau khi bên em đã bỏ ra thì đây là phía sau đi ạ. Vâng, Martin mã NM 1800 đến bát 40 anh nhá. Vâng, sau đây em sẽ bắt đầu là kết nối dây dắt để em thử đây ạ. Vâng, đây anh Danh nhá. Sau khi bên em đã khui đập hộp ngày cái súp Martin 340 của anh, đây là bên em bắt đầu đang test trực tiếp đấy ạ. Vâng, bên em đang test cái chất âm trầm để cho anh trải nghiệm và quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn với Zika Audio Minh Số ạ. Vâng, đây là tiếng trầm đang đánh đi nhá anh nhá. Vâng, bên em đang kết nối với đẩy này, vang này và đôi loa JBL KI82 ạ. Vâng, bên em đang test trực tiếp đây anh ơi. Vâng, em tắt súp của anh đi này. Đấy ạ. Vâng, em mở súp của anh lên này. Đấy ạ. Trầm đánh cực kỳ là gọn luôn, rất là uy lực. Vâng, nghe rất là rền tiếng. Vâng, em test một đoạn nhạc remix nữa cho anh Danh cùng trải nghiệm nhé. Vâng, em test một đoạn nhạc remix cho anh Danh. Nghe được cái chất trầm chuẩn của cái súp Martin 340. Anh nghe đến súp nó xuống nhá. Đấy ạ.
thử xúc quanh đi này. Đấy ạ. Nhạc rất là khô. Bật lên này. Rất là uy lực. Vâng, anh Danh, như cái sub Martin 330 này của anh hoạt động rất tốt và ổn định. Vâng, sau đây em xin phép anh được mở ra và đóng vào hộp và thùng gửi cho anh rất là cẩn thận. Vâng, trong cùng em thay mặt công ty Zika âm lịch số thì chúc anh và gia đình đón một năm mới sức khỏe nha anh nhá. Luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào anh Danh và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.